Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục làm bài tập của phần lab 4 và bài đầu tiên sẽ là bài 1. Chúng ta sẽ tiếp tục làm một cái bài sao giống như cái bài thơ ở cái phần lab 3 chúng ta đã làm đấy ạ. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số hướng dẫn như sau: định nghĩa CSS cho trẻ em, và chúng ta sẽ có một số thuộc tính mới như là font variant small cap này, font size group spacing vân vân này, rồi là sẽ định nghĩa cho H2 là những cái thuộc tính như này, định nghĩa cho CSS body cái text align center thì chúng ta đã biết là căn giữa rồi, và một số thuộc tính thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau. Đây sẽ là cái minus của một cái số thuộc tính mà chúng ta sẽ phải cần cho bài học ngày hôm nay. Đây, ví dụ như font variant, viết chữ hoa toàn bộ, font variant small cap ấy, viết chữ hoa toàn bộ thì như ở cái phần bài tập ở đây chúng ta có thể thấy thay vì phải viết bật caps lock xong rồi viết hoa tất cả các chỗ này thì chúng ta sẽ viết bình thường và sau đó sẽ định dạng con CSS là font variant small cap thì nó sẽ tự động viết hoa lên như thế này. Tiếp theo là có font style kiểu chữ, font family là kiểu font, font size là cỡ chữ. Đó thì text align là căn lề cho văn bản. Thì trong text align thì sẽ có left và căn lề trái, right căn lề phải và center là ở căn ở giữa. Justify là căn lề đều ở hai bên. Thì hôm nay chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ cùng thêm một số tính này nữa. Workspacing là khoảng cách giữa các từ. Letter spacing là khoảng cách giữa các ký tự. Được chưa ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng làm bài này với các thuộc tính mới như vậy. Thì chúng ta sẽ tiếp tục vào bài để làm thế ạ. Open file, chọn đến lab 4. Thì ở đây mình sẽ đặt tên là bài 1. HD.html đi. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng xem yêu cầu của bài. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau làm ra một cái bài thơ giống như ở lớp 3 đi ạ. Thì mình sẽ copy luôn từ lớp 3 vào cho nó dễ đi, để đỡ phải nhập nhiều. Thì sẽ là cái sao không ở lớp 3 đấy. Mình sẽ có cái sao không ở lớp 3 vào các bạn nhé. Đây là cái sao không ở lớp 3. Tiếp theo sẽ là định nghĩa CSS cho trẻ em. Thì chúng ta sẽ phải vào lại cái lớp 4. Ở trong lớp 4 này thì mình đã có một cái file CSS thì mình sẽ đặt tên một cái file khác. Làm cái folder là CSS lab 4. Được chưa? Tiếp tục vào supply, chúng ta sẽ vào file, open file và tạo ra một cái file CSS ở trong cái CSS lab 4 này. Chúng ta sẽ đặt là CSS lab 4 chấm CSS đi. Rồi. Được chưa? Ở đây thì nó sẽ yêu cầu là định nghĩa thẻ em sẽ có những cái thuộc tính này, sẽ có một số thuộc tính như thế này thì chúng ta vào phần CSS của chúng ta định nghĩa thôi. Tại thẻ thì chúng ta sẽ không dùng dấu chấm đúng không, thì chúng ta sẽ viết trực tiếp thẻ em ra và chép những cái thuộc tính ở đây, ví dụ không variant small cap đi. Đầu tiên là enter đi cho dễ nhìn ạ. Font variant small cap. Font variant small cap. Được chưa? Ở sau mỗi cái thuộc tính này chúng ta sẽ phải có một cái dấu chấm phẩy để ngăn cách các thuộc tính các bạn nhé. Tiếp theo là gì?
Tiếp theo là phông size là 20 pixel. Thì bây giờ mình sẽ copy lại hết cái này đi. Copy lại từng cái đi cho đỡ phải nhập nhiều. Và cái phần quản lý file các bạn cũng nên quản lý file một cách nó làm sao cho mình dễ nhìn nhé. Ví dụ như mình muốn vừa vào mình có thể dần thử à dấu backspace, và muốn cách ra mình có thể dùng phím tab để mình cách ra và căn các thẻ cũng như các thuộc tính sao cho nó cùng hàng với nhau để mình dễ quản lý. Tiếp theo là đến thuộc tính này, spacing. Được chưa ạ? Chúng ta còn yêu cầu gì nữa không? Định nghĩa CSS cho H2. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả trước đi. Chúng ta sẽ Ctrl+S lại cái file CSS, sau đó Ctrl+S lại cái bài 1HD. Sau đó chúng ta sẽ cùng mở xem nó đã thay đổi gì chưa. Sorry, chúng ta chưa chèn link đúng không? Dưới thẻ thay đổi thì chúng ta quên mất chưa chèn link, nên là chưa liên kết được với cái file CSS. Như ở đây tên file chúng ta vừa đặt là gì? Tên file chúng ta đặt là CSS lab 4 đúng không ạ? Tên cái folder chúng ta đặt là CSS lab 4. Tên file là lab4.css. Rồi chúng ta can xuống chat lại được rồi ạ. Sau đó nó lại đấy, thế là chúng ta đã in chúng ta đã viết hoa viết in được tất cả cái câu thơ ở đây đúng không ạ, và tất cả các thuộc tính ở đây, một cái là phông chữ này rồi là khoảng cách từ các thứ đấy đúng không ạ, nó đã được hiện vào trong đây. Tiếp theo là định nghĩa CSS cho H2, cho thẻ H2. Thẻ H2 là thẻ gì ạ? Thẻ H2 tức là cái từ sau này này đúng không ạ? Là color là màu white và text shadow là độ bóng ấy ạ, 005, và màu độ bóng là màu đỏ. Tại sao lại như thế thì chúng ta sẽ cùng nhìn ở cái tiêu đề sau đây. Ở đây chữ sau này nó sẽ có màu trắng, các bạn lưu ý là nó sẽ có màu trắng, và cái màu đỏ bên bề ngoài bao quanh này nó sẽ là cái bóng của cái từ sau đó được không ạ? Thì chúng ta vào CSS định nghĩa cho thẻ H2 như là định nghĩa cho cái thẻ em vừa rồi thôi. H2 bằng mặt nhọn những gì ạ? Chấm phải, chúng ta lưu ý sẽ phải có những cái chính phải nhé, là text shadow là 005 pixel và màu là red. Chúng ta sẽ copy luôn vào đây cho nhanh nhẹn. Chúng ta làm xuống ép lại xem kết quả. Đây, từ sau này nó đã hiện về màu trắng, và cái bóng ở đây nó sẽ hiện về màu đỏ giống như mẫu rồi đúng không? Tiếp theo là định nghĩa cho body. Body sẽ là text align và center đúng không? Text align và center. Body. Align. Center là căn ra giữa đấy. Rồi, từ chúng ta căn chuẩn nhắc lại và cùng xem kết quả. Nó sẽ được căn ra giữa đây, đúng không ạ? Và về phần màu thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng tương tự như phần bài sau 3. Ở đây thì không biết nó sẽ hướng dẫn là chúng ta sẽ làm theo cách như nào. Về cái phần màu ở đây thì nó sẽ không có hướng dẫn cho chúng ta gần phần màu của các bạn ạ. Chúng ta có thể có rất nhiều cách,
như phần sau 1, sau 2 và sau 3 chúng ta đã làm ở trong cái phần lắp 3, thì chúng ta sẽ cùng định dạng vào CSS cho nó dễ đi. Chúng ta dùng lập tục tính class, lập ở đây là đoạn 1, tương tự class đoạn 2. Dưới đây sẽ là class đoạn 3. Rồi chúng ta sẽ sang CSS. Các sao cho dễ nhìn đi. Chấm đoạn 1. Thì ví dụ như những cái đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 này chúng ta sẽ phải có dấu chấm ở đằng trước để nó nhận nhé. Nó tiếp tục dùng ngoặc nhọn. Color đoạn 1 là màu đỏ đúng không? Chấm đoạn 2. Là màu blue. Là màu green. Được chưa? Chúng ta can chú nhắc lại. Nó mở lại để cùng xem kết quả. Đây. Thế là màu của đoạn văn bản đã được đổi. Ngoài cách dùng màu trực tiếp ở trong cái CSS bằng cách dùng các thuộc tính của bạn này thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể làm như bài sau một, sẽ ví dụ như ở cái chữ em này chúng ta sẽ đặt thuộc tính style, sau đó dùng color là màu red red được chưa, hoặc là có thể là dùng cái thẻ style ở phía dưới cái title, nhưng mà chúng ta nên dùng CSS để làm như này thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Bài 2 này thì chúng ta sẽ cùng nhau hẹn ở video sau. Cảm ơn các bạn đã đón xem.